Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với trang Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, nếu người có công lớn nhất là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, thì người có công lớn thứ hai chính là Trần Khánh Dư. Nhưng nếu Hưng Đạo Vương không rộng rãi bao dung, thì có lẽ Trần Khánh Dư đã không có được chiến công lớn như thế. Tại sao lại như vậy? Video ngày hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu thêm về điều này. Về nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Minh Huệ Vương Trần Phó Duyệt là con của Trần Thủ Huy, là em cùng cha khác mẹ với Trần Thủ Độ, theo Trần Lý dẹp loạn lập công lớn. Minh Huệ Vương có người con trai là Trần Khánh Dư, năm Khánh Dư được 3 tuổi thì Minh Huệ Vương Tuấn Quốc, vua Trần Thái Tông thương tình nhận nuôi Khánh Dư. Sau này lớn lên được phong là nhân Huệ Vương, được tự do ra vào cung, giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân. Trần Khánh Dư là người giỏi võ nghệ và có tài cầm quân, nhưng lại là người háo sắc. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, Trần Khánh Dư được giao trấn giữ vùng phía Tây Thăng Long và đánh quân Nguyên Mông liên tiếp 10 trận. Trần Khánh Dư nhờ giỏi binh pháp nên được giao trọng trách chỉ dạy cho các tướng. Ông được xem là người giỏi binh pháp chỉ sau Hưng Đạo Vương. Trần Khánh Dư đắc tội lớn khi công chúa Thiên Thụy, con vua Trần Thánh Tông đã lớn. Hưng Đạo Vương xin cưới công chúa Thiên Thụy cho con trai là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn. Vua Thánh Tông đồng ý và công chúa trở thành dâu của Hưng Đạo Vương. Trong một lần, Trần Khánh Dư về Thăng Long dự yến tiệc, vào nội cung và gặp công chúa Thiên Thụy. Khánh Dư từ thuở nhỏ đã được nuôi trong cung nên đã quen biết với công chúa Thiên Thụy từ lâu. Do háo sắc, Trần Khánh Dư đã bất chấp và khiến công chúa phải kêu cứu. Trần Khánh Dư bị bắt. Mặc dù để bảo hộ triều đại, nhà Trần có rất nhiều cuộc hôn nhân nội tộc, nhưng đây là ảnh hưởng từ thời Trần Thủ Độ. Còn việc Trần Khánh Dư định làm nhục người đã có chồng thì lại là tội rất nặng. Huống hồ đây lại là công chúa, dâu của Hưng Đạo Vương. Câu chuyện tình éo le của Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy rất nổi tiếng. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có chép, lúc đầu năm Nguyên Phong, niên hiệu vua Trần Thái Tông 1251-1258, nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư từng có công đánh giặc, được phong chức phiêu kỵ đại tướng quân, rồi thăng đến phục thượng vị hầu. Sau vì tư thông với Thiên Thụy công chúa, phải tội cách hết quan tước và bị tịch thu tài sản. Tội tư thông đó rất nặng nề vì thời điểm đó Khánh Dư là con nuôi của Thánh Tông mà Thiên Thụy là con gái của Thánh Tông. Do đó có thể coi Khánh Dư và Thiên Thụy là hai anh em mà làm chuyện vậy thì rất khó coi. Hơn nữa vì Thiên Thụy công chúa vốn được Thượng Hoàng Trần Khánh Dư ban hôn cho vợ Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghĩa, con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, nên làm việc của Khánh Dư trên thì phạm tội khi quân, dưới thì đắc tội với Hưng Đạo Vương. Vua Trần Thánh Tông niệm tình Trần Khánh Dư có công lao và tài năng nên không muốn xử chết, nhưng nếu không xử chết sẽ làm phật ý Hưng Đạo Vương. Vì thế vua Thánh Tông quyết định xử đánh đến chết, nhưng trong phiên xử lại cho lính cầm gậy cố ý chúc đầu gậy xuống, vì thế mà lực đánh mạnh nhưng phần nhiều là vào nền đất. Có giai thoại đáng tin nói rằng trong phiên tòa xử tội ông, Trần Thánh Tông sợ phật ý Hưng Đạo Vương mà phải phạt tội đánh đến chết, nhưng Thánh Tông lại ngầm hạ lệnh cho lính đánh chúc đầu gậy xuống, lực đánh vào đất nên hết cả. Nhờ thế mà qua 100 gậy, Trần Khánh Dư vẫn sống. Theo luật thời đó, qua 100 gậy mà không chết nghĩa là trời tha, nhờ vậy mà ông được miễn tội chết. Tuy nhiên, với một người thông minh, thấu hiểu mọi chuyện như Hưng Đạo Vương, thì sao không hiểu được việc Khánh Dư được ngầm tha tội nên mới sống. Nếu như người bình thường thì sẽ ghi sổ món nợ của Khánh Dư. Tuy nhiên, điều hay của Hưng Đạo Vương là ông không để bụng món nợ của Khánh Dư. Chứ Hưng Đạo Vương mà cảm thấy giận chuyện đó, thì chỉ cần cho gia tướng đến tìm Khánh Dư, lúc hết binh tướng, binh quyền, thì cái mạng nhỏ xíu của Khánh Dư khi đó cũng không còn. Sau khi Khánh Dư bị phế truất binh quyền, tịch thu gia sản phải trở về Chí Linh làm nghề bán than. Nhưng năm 1282, vua Trần Nhân Tông khôi phục chức cho Khánh Dư. Hưng Đạo Vương không muốn nhắc chuyện cũ. Đến năm 1282, trước tình hình Mông Cổ đánh bại nhà Tống và chuẩn bị lực lượng tiến đánh sang Đại Việt, vua Trần Nhân Tông quyết định phục chức cho Khánh Dư. Chuyện này được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả như sau. Lúc đó, thuyền vua đỗ ở bến Bình Than, nước chiều rút, gió thổi mạnh, có chiếc thuyền lớn chở than củi, người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn. Vua chỉ và bảo quan thị thần, người kia chẳng phải là nhân Huệ Vương đó sao? Lập tức sai người treo thuyền đuổi theo, đến cửa đại than thì kịp, quân hiệu gọi, ông lái ơi, có lệnh vua triệu. Khánh Dư trả lời, lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu. Quân hiệu trở về tâu thực với vua. Vua bảo, đúng là nhân Huệ đấy, ta biết người thường tất không dám nói thế. Vua lại sai nội thị đi gọi. Khánh Dư mặc áo ngắn, đội nón lá đến gặp vua. Vua nói, nam nhi mà đến nỗi này thì thực sự là cùng cực rồi. Bèn xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên thuyền lạy tạ. Vua ban cho áo ngự, cho ngồi chỗ các hàng dưới các vương, trên các công hầu, cùng bàn việc nước,
nhiều điều hợp ý vua. Biết nhà vua muốn Trần Khánh Dư được phục chức, là người giữ chức quốc công tiết chế, Hưng Đạo Vương vẫn đồng ý, không phản đối gì. Những chi tiết vừa khéo khi vua Trần Nhân Tông tình cờ gặp Trần Khánh Dư tại Bình Than dường như là một vở kịch để hợp thức hóa cho triều đình nhà Trần dùng lại Khánh Dư mà không làm mất lòng của Hưng Đạo Vương khi ấy. Hưng Đạo Vương cũng không hề để bụng chuyện mà Trần Khánh Dư đã làm với con trai ông trước đây, mà hoàn toàn tin tưởng giao binh quyền ở trọng điểm Vân Đồn cho Khánh Dư. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có chép, Khánh Dư làm phó tướng ở Vân Đồn, Hưng Đạo Vương giao phó cho giữ hết công việc ngoài biên giới. Năm 1285, 50 vạn quân Nguyên tràn qua biên giới tiến đánh Đại Việt. 20 vạn quân của Toa Đô sau khi đánh chiếm Chiêm Thành bị sa lầy cũng từ phía Nam đánh ngược lên Đại Việt hay đầu Thọ Địch. Trần Khánh Dư được phục chức, đã sát cánh cùng binh tướng nhà Trần đánh lui quân Nguyên Mông. Không phụ lòng tin, Trần Khánh Dư đã lập công lớn. Tháng 12 năm 1287, một lần nữa 50 vạn đại quân Nguyên Mông vượt biên giới tiến đánh Đại Việt. Trần Khánh Dư được giao trọng trách trấn giữ Vân Đồn. Vân Đồn là một cứ điểm quan trọng trên đường thủy, quân Nguyên Mông theo đường thủy tất phải qua đây. Hưng Đạo Vương đã để Trần Khánh Dư trấn giữ nơi đây. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rằng, Trần Khánh Dư làm phó tướng ở Vân Đồn, Hưng Đạo Vương giao phó cho giữ hết công việc ngoài biên giới. Quân Mông Cổ chia làm 3 cánh, trong đó cánh quân thủy đặt dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi tiến vào vùng biển Đại Việt. Ô Mã Nhi có 700 chiến thuyền mới đóng cùng 120 chiến thuyền của Hải Nam. Đi theo các chiến thuyền này còn có đội thuyền chở 70 vạn thạch lương do Trương Văn Hổ chỉ huy. Quân Đại Việt tổ chức chặn đánh cánh quân thủy của Ô Mã Nhi ở các nơi nhằm tiêu hao bớt rồi rút ngay nhằm bảo toàn lực lượng. Khi Ô Mã Nhi đến Vân Đồn, Trần Khánh Dư chỉ có 100 thuyền. Lúc này, Trần Khánh Dư không thể ngăn chặn được Ô Mã Nhi, nhưng với nhãn quan của một người giỏi cầm quân, ông nhận thấy các thuyền của Ô Mã Nhi tiến đánh rất nhanh, các thuyền chở lương nặng, không thể theo kịp. Lương thực đối với đạo quân khổng lồ như vậy là tối quan trọng. Vì thế, Trần Khánh Dư chủ định đánh đội thuyền lương của Trương Văn Hổ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hay tin Trần Khánh Dư không ngăn thủy binh của Ô Mã Nhi thì cả giận, sai trung sứ đến Vân Đồn triệu Khánh Dư về kinh chịu tội. Trần Khánh Dư đang chuẩn bị đánh thuyền lương, nếu về kinh chịu tội thì sẽ mất đi cơ hội ngàn vàng này, nên nói với trung sứ rằng, lấy quân pháp mà xử tội, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất 2-3 ngày để lập mưu công, rồi về chuộc tội búa rìu cũng chưa muộn, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép. Trần Hưng Đạo hay tin cũng muốn để Trần Khánh Dư lập công, nên đã để Trần Khánh Dư có cơ hội. Quả nhiên, đúng như Trần Khánh Dư dự đoán, thuyền lương của Trương Văn Hổ đi sau, rơi vào trận địa đã được bố trí sẵn và bị đánh tan. Trương Văn Hổ không còn lựa chọn nào khác, đành cho quân chút hết lương thực xuống sông rồi chạy trốn về Quỳnh Châu, Hải Nam, Trung Quốc ngày nay. 70 vạn lương thực chỉ trong một trận đánh đã biến mất. Quân Nguyên Mông muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Hưng Đạo Vương cho các quân chủ lực rút hết, khiến quân Nguyên Mông không biết vua Trần chạy hướng nào. Nếu chưa quân ra để truy tìm thì dễ bị gặp quân chủ lực của Đại Việt, nếu tập trung quân lại thì không biết đánh ở đâu. Quân Nguyên Mông muốn đánh nhanh thắng nhanh không được, mà đánh lâu dài thì không tìm được lương thực. Vì Trần Hưng Đạo thực hiện kế vườn không nhà trống, còn 70 vạn lương thạch thì đã bị Trần Khánh Dư diệt sạch. Trong khi đó, các cánh quân nhỏ của Đại Việt liên tục chia nhau, ngày đêm tấn công, khiến quân Nguyên Mông ăn không ngon, ngủ không yên, binh lực cứ thế tiêu hao dần, lương thực cạn kiệt, khiến binh sĩ không còn tinh thần chiến đấu mà chỉ muốn trở về. Chỉ sau 3 tháng tiến đánh Đại Việt, vào tháng 3 năm 1288, quân Nguyên Mông buộc phải rút trở về. Chiến thắng của Trần Khánh Dư tại Vân Đồn trở thành chiến thắng quan trọng giúp Đại Việt đánh bại quân Nguyên Mông lần thứ 3. Quý vị thân mến, chính nhờ sự tin tưởng và đặt trọng trách lên đúng Trần Khánh Dư, quân nhà Trần đã đánh tan đoàn quân tải lương của tướng Trương Văn Hổ, bị Trần Khánh Dư tung đòn vào mạng mỡ, quân Nguyên hoảng loạn vì thiếu lương và xuống tinh thần nhanh chóng. Quân ta xoay chuyển ngược cục diện và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông là nhờ công của Khánh Dư và tài dùng người của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Một điều nữa để Hưng Đạo Vương quyết tâm trọng dụng Khánh Dư là do các tướng quốc thời kỳ đầu nhà Trần đều công tư phân minh, coi việc nước lên trên việc nhà. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua video ngày hôm nay.